Quý vị vừa thưởng thức hai tiếng hát Bích Vân và Phạm Hà trong một bài nhạc của cái vở nhạc kịch The Phantom of the Opera. Đó là một cái vở nhạc kịch mà chúng ta trên thế giới hàng triệu triệu người nghe hoài, nghe mãi mà vẫn không bao giờ thấy chán. Và để tiếp nối chương trình ngày hôm nay, mời quý vị nghe màn độc tấu violin bài Concerto in A Minor, hành âm thứ ba của Antonio Vivaldi. Xin quý vị cùng chào đón nhạc sĩ Quynh-Nhi Ngo.